Việt Nam đất nước của xứ sở đồi núi, của những cung đèo hùng vĩ và hoang sơ. Đây cũng là đề tài nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tác của nhiều nhà văn, nhà thơ. Trong số những dãy núi, cung đèo hùng vĩ đó, có một cung đèo khi nhắc đến tên, người ta phải thốt lên vì vẻ đẹp hết sức hùng vĩ và hoang sơ của nó, đó là đèo Hải Vân. Được mệnh danh thiên hạ đệ nhất hùng quan, đèo Hải Vân nằm trên dãy núi Bạch Mã và là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Đèo Hải Vân cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 27 cây số và cách thành phố Huế 80 cây số, có chiều dài 20 cây số, đỉnh cao nhất cao tới gần 500 mét và là cung đèo nổi tiếng hiểm trở bậc nhất Việt Nam. Với vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ, pha chút mạo hiểm, đèo Hải Vân là điểm đến lý tưởng trong nhiều chuyến khám phá bất ngờ của nhiều du khách ưa thích những trải nghiệm mới lạ. Tên gọi Hải Vân được cha ông ta ngày xưa tự đặt vì nơi đây có cảnh đẹp thú hồn, quanh năm mây trắng phủ mây ở đỉnh đèo, còn dưới chân đèo là cảnh biển mênh mông kéo dài tận chân trời. Ngoài ra nó còn có tên là đèo mây, chữ Vân nghĩa là mây, hay đèo Hải Vân vì trên đỉnh đèo có một cửa ải. Theo nghiên cứu và tổng hợp nhiều tài liệu, chúng tôi được biết trước năm Bính Ngọ năm 1306, vùng đất có đèo Hải Vân thuộc về hai châu Ô và châu Rí của Vương quốc Champa, còn gọi là Chiêm Thành. Sau khi được vua Champa là Chiêm Băng cắt làm xính lễ cầu hôn cùng công chúa Huyền Trân, đời nhà Trần vào năm 1306, thì ngọn đèo chính là ranh giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Khoảng một thế kỷ sau, vào năm Nhâm Ngọ năm 1402, nhà Hồ dưới triều Hồ Hán Thương sai tướng Đỗ Mãn đem quân sang đánh Chiêm Thành. Khiến vua nước ấy là Ba Đức Đại phải cắt đất Chiêm Đồng và Cổ Lũy để cầu hòa. Kể từ đó, cả vùng đất có đèo Hải Vân mới thuộc hẳn về nước Đại Ngu, tức Việt Nam ngày nay, và trở thành ranh giới tự nhiên của hai nước Thuần Hóa và Quảng Nam. Như sách Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn đã chép, Hải Vân dưới sát bờ biển, trên trọc tầng mây, là giới hạn của hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam. Cung đường đèo Hải Vân khúc khuỷu ngoằn ngoèo như thách thức bước chân các phượt thủ, các bạn sẽ vô cùng thích thú trước cung đèo đầy mạo hiểm này. Với bên kia là ngọn núi hùng vĩ, dưới là biển xanh mát lạnh, tạo thành bức tranh thiên nhiên tráng lệ, xứng tầm thiên hạ đệ nhất hùng quan mà tương truyền vua Lê Thánh Tông đã phong tặng nhân một lần du ngoạn trên đỉnh đèo vào năm 1470. Cung đường khi uốn lượn theo núi thì lại rẽ một khúc cua hết sức bất ngờ, tất cả như hút hồn những người đam mê cái mới. Để vẫn được cho là cung đường hiểm trở bậc nhất Việt Nam thì đến đây các bạn sẽ có những cảm giác không ở đâu có được. Lúc khởi hành ở chân đèo, các bạn sẽ vô cùng phấn khích, đi từ từ các bạn sẽ hồi hộp, pha chút lo sợ khi bước vào cung đường quanh co hiểm trở.
giữa đường đèo hải vân quanh co uốn lượn, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan. Một bên là núi rừng, một bên là biển cả, có một cây thông xuất hiện đơn độc như một điểm nhấn thú vị mà ai đã đi qua cũng phải ngắm nhìn và dừng chân ghé thăm. Không chỉ thu hút nhiều người, cây thông cô đơn còn là điểm dừng chân nghỉ ngơi của nhiều bạn trẻ thích vượt. Thông mộc ở đèo Hải Vân cũng khá nhiều, nhưng hình ảnh cây thông cô đơn thì có lẽ đây là điểm gây ấn tượng nhất. Cây thông cô đơn thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, ranh giới giữa địa phận thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Nếu các bạn xuất phát theo hướng Huế Đà Nẵng thì nơi đây chỉ cách đỉnh Hải Vân Quan khoảng hơn 2 cây số. Còn nếu các bạn xuất phát từ thành phố Đà Nẵng tính từ chân đèo, chạy thêm một đoạn nữa là sẽ đến được nơi đây. Cây thông cô đơn và tàn lá rộng một mình đơn lẻ bên đường đã trở thành một tọa độ lung linh hòa với thiên nhiên hùng vĩ, đẹp như một bức tranh thủy mặc, được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Trong khung cảnh đường đèo quanh co uốn lượn, một bên núi rừng trên ven cây cối hoang vu, một bên biển cả bao la, cây thông cô đơn như một nét vẽ độc đáo trong bức tranh đèo Hải Vân. Thông mộc ở đèo Hải Vân rất nhiều, nhưng có lẽ cây thông đứng một mình, một cõi kia là điểm được check-in nhiều nhất.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm, ủng hộ và chia sẻ. Một lần nữa, Sống ở Đà Nẵng xin trân trọng cảm ơn.